Khoan đi. À, phải nói là Phượng Liên với Bảo Quốc, hai chị em gắn bó. Sau khi chị Thanh Nga mất thì đoàn Thanh Nga thiếu. Không có bóng dáng của chị Nga thì Phượng Liên đã có về cộng tác cho đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Chung với Bảo Quốc cũng được mấy tháng, nhưng mà rồi có những cái không có trong đoàn lúc đó là không có được dạ, dạ, xin cảm ơn. Vì vậy đoàn không có còn là được tư nhân nữa mà vào cái tập thể thì có những cái không có được vui thì Phượng Liên cũng rời đoàn đi về Trần Hữu Trang, và sau đó Bảo Quốc cũng nghỉ đoàn và cũng về hát chung với Phượng Liên ở đoàn Trần Hữu Trang. Và từ đó là Phượng Liên và Bảo Quốc lúc nào cũng có trên sân khấu hết cái Trần Hữu Trang để hát cái Truyền Nguyện Nga, yeah. Rồi Chiên Tiên, rồi tới Rằng Ngọc Cung Sơn, yeah. Rồi tới Trường Cổ Bắc Tràng, yeah. Rồi tới Nửa Đời Hưng Phấn, yeah. Sân khấu Về Khuya, rất là nhiều. Phải nói là có một lúc đi hát chầu cũng chạy xe, cũng bán sống bán chết đó quý vị. Tại lúc đó nếu mà thật sự mà hát ở thành phố thì lương định thì không có bao nhiêu á. Mỗi người là A1 thì được là 5.000, nhưng mà khi đổi tiền rồi thì còn có 10 đồng thôi. Thì Phượng Liên cũng có 10 đồng, Bảo Quốc cũng chỉ có 10 đồng. Và sau đó thì khi mà được rảnh hoặc là hát sau cái giờ đó, chỉ ngày nghỉ đó, thì đi chạy xô ở mấy cái tỉnh lẻ gần gần đó. Và Phượng Liên nhớ một lần là còn chút xíu nữa là Phượng Liên với Bảo Quốc lên bàn thờ ngồi rồi. Tại vì cái đêm đó đi hát mà cần Tết, và người ta có cái trạm mà để bắt những cái người đi buôn lậu đó, thì lúc đó Phượng Liên, Bảo Quốc, như anh Chí Hiếu và Kiều Mai Lý, dạ, yeah. Thì đi hát ở trên cái giường cao su đó cho cái anh Hoàng Biếu, phải không ạ? Dạ. Thì tới chừng bận về thì xe đang chạy, thì trong cái giường cao su mà có hai chiếc xe, không phải là xe của nhà nước mà là xe civil thường, mà lại mặc đồ thường, không có mặc đồ của mấy người mà kiểm soát, thì rượt theo mà súng ống tùm lum ở trên. Thì Quốc sợ quá mà chạy trên cái đèo Bồng Con, phải không Quốc? Mẹ Bồng Con. Mẹ Bồng Con, dạ. Thì lên trên đó thì nó chạy theo, nó sắn tới thì nó ngang chặn đầu luôn xe của Bảo Quốc. Thì Quốc thắng một cái xong rồi đàng hoàng nó xuống, nó lên xuống thì Quốc ve. Thì lúc Quốc ve một cái là ở trên đèo, khi mà Phượng Liên giật mình nhìn xuống đó thì là tới cái hố rồi. Phượng Liên la lên: "Trời ơi Quốc ơi, tới hố chết rồi, chị lại em làm ơn em ngừng." Bảo Quốc ở ngoài đời là một người nghệ sĩ rất hiếm là không bao giờ lớn tiếng hoặc là la ai hoặc là giận, mà bữa đó Quốc dám la: "Chị nín đi, để cho em lái, sao chị la hoài vậy?" Mà lúc đó thì Phượng Liên thì cứ la trời ơi chết rồi. Bên xong á thì Kiều Mai Lý thì niệm Phật thôi quá trời luôn, còn anh Chí Hiếu thì có cái đồng hồ bự tổ quá kìa, anh sợ cướp thành ra anh chụp xuống anh giấu tùm lum hết trơn trời. Mà Phượng Liên thì sợ quá cứ la hoài: "Quốc ơi Quốc, Quốc không được." Còn Quốc ve xong Quốc chạy, nó rượt theo có bắn. Thì khi mà nó bắn vô xe mà không biết tại sao trúng bánh xe trước mà không có bị lật xe, mà xe ngừng xuống là đậu thắng một cái rồi, là không biết, mà không biết lúc đó Bảo Quốc nói: "Em lái rồi, em không biết em phải em lái hay không nữa." Họ xuống, họ lên cò xuống quá trời, cái Phượng Liên phải chạy xuống nói: "Trời ơi chị là Phượng Liên nè, cái này Bảo Quốc nè, đèn Chí Hiếu rồi, cái này ấy nè, tụi chị đi hát, tụi chị hát được ăn cướp tụi chị." "Trời ơi, tụi tôi về mà tụi tôi ăn cướp chị hả? Tụi tôi chốt này là xét này kia nọ." "Trời ơi, em biết không, tại đó chị Thanh Nga chết bị bắn vậy, tôi giờ tụi chị sợ quá." Thì phải nói là một cái lần rất là không thể tưởng tượng, là thấy chết trong cái đường tơ kẻ tóc. Và Phượng Liên cũng như Bảo Quốc có rất là nhiều cái kỷ niệm mà đi hát chung. Với mà một cái điều là Phượng Liên thấy chưa có bao giờ một cái nghệ sĩ trong giới nghệ sĩ mà hiếm có một cái người nghệ sĩ rất là trầm lặng. Quý vị thấy là Quốc ra sân khấu là Quốc chịu, Quốc có những cái vui mà nói, nhưng mà ở ngoài đời Quốc ít nói lắm, mà nói một câu nào chết câu đó. Thì không có gì hơn nhân cái dịp 50 năm của Bảo Quốc, Phượng Liên cũng đến đây chúc mừng em và có thêm một cái tiết mục ha. Mà nhân cái ngày phát ở đây thì Phượng Liên xin thay mặt cho tất cả những nghệ sĩ, cũng như thay mặt cho Gái Loan, để mà tặng cho Bảo Quốc cái bài Ơn Nghĩa Sinh Thành, để cho Bảo Quốc tưởng nhớ tới người cha là nghệ sĩ Lão Thành Nam Nghĩa. Và phải nói là Phượng Liên cũng rất là mừng là vì ở tại hải ngoại đã có những cái thế hệ trẻ bây giờ cũng rất thích hát cải lương, hát cổ nhạc,
Thì hôm nay Phượng Liên cùng một cái người nghệ sĩ mà yêu nghề và mê cải lương thì hát cái giới nghệ sĩ Quang Thành một nghệ sĩ trẻ. Và thưa quý vị, ơn nghĩa sinh thành với Phượng Liên và Quang Thành. Con phải yêu ai ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng công đức sinh thành người ơi đừng con khi buổi học vừa tan con về ngang qua bờ sạch nhỏ con leo lưng trâu khi nó đang khoan thai gặm cỏ giữa chiều quê sang đó nhuộm chân trời rồi dài con cò trắng la đà đôi cánh rủ nhau về tổ cũ cành xưa cầm tập sách của con cha lật từng trang rồi cha nhìn con khẽ mỉm mỉm cười con chim nào bỗng cất tiếng hót vang bên cội đa và nghiêng nghiêng soi bóng nước làm con giữ tròn nghĩa ơn sanh thành dinh công yêu đạo con nguyện khắc ghi trong lòng cho dù thời gian mẹ cha sức yếu tuổi già héo hon con vẫn thương yêu khắc ghi nghĩa cha tình mẹ nhớ công sinh thành dưỡng nuôi ngày đêm gian khổ nhớ câu di dầu em đêm thơm ngọt lời ru mẹ tôi bếp rơm nấu nồi cơm gạo cành tươi mắt mẹ khói cây nồng giọt mồ hôi nhỏ xuống bếp than nồng con giúp mẹ rửa rau dọn chén bữa cơm nghèo những thấm đượm tình thương lòng giữa trời cao ơi.
cầu tre lắc lẻo. Từng trang sách nhắc nhở con mình bài học đầu tiên. Cha sinh mẹ dưỡng, đất cù lao lấy lượng nào đông. Thờ cha mẹ ở hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Ai ơi ai nhớ công cha, đã vì đàn con công ai dịu dắt. Công đức cao dày, người ơi đừng quên. Công cha ghi khắc trong tâm, chân thành niềm kính hương trầm nguyện dân. Khi con thành nhân biết đua chén cùng chúng bạn, thì người cha thân yêu nay đã không còn. Những lời giao huấn năm xưa, con hãy nhớ ghi sâu vào tâm khảm. Rằng trong xã hội muốn nên người hữu dụng, thì trong gia đình phải chọn đạo làm con. Thưa, có một khoảng thời gian sau năm 80, nghệ sĩ Bảo Quốc đi tấu hài. Mà quý vị biết tấu hài có nghĩa là chỉ khoảng chưa tới 15 phút, 2, 3 hoặc 4 diễn viên phải quan bác với nhau tạo tiếng cười thật nhanh. Và đó là khoảng thời gian mà khán giả nhìn thấy Bảo Quốc tấu hài với nhiều nghệ sĩ khác nhau. Người ta cứ ngỡ rằng là tấu hài là một loại hài hước rẻ tiền. Đó là nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng quý vị không thể tưởng tượng được nhờ tấu hài mà Bảo Quốc giúp được cho một đôi vợ chồng khỏi ly dị.